Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như Hùng có giới thiệu với các anh chị em rồi, chúng ta hiện tại có hai diễn đàn để có trao đổi thêm với các anh chị trong quá trình chúng ta đầu tư. Đối với kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì như thường lệ ở mỗi bản tin tuần chúng ta sẽ có một tuần một bản tin và cũng sẽ dành để chúng ta up ở ở trên kênh này. Ngoài ra thì có một số bản tin ngắn À, ngoài ra thì có một số bản tin ngắn thì phụ họa thêm à, và về cơ bản thì trên kênh hùng lê chứng khoán các anh chị lưu ý trên kênh hùng lê chứng khoán thì à, hàng ngày thì Hùng sẽ có một bản tin ngắn để phân tích bộ ba tham hô chung của thị trường Hùng sẽ quay ở cái dạng màn hình đứng để Hùng có thể up à, lên cả trên một số các cái ứng dụng khác ở các cái mạng xã hội khác thì các anh chị đăng ký thêm kênh Hùng Lê Chứng Khoán các anh chị nhé kênh Hùng Lê Chứng Khoán các anh chị search từ khóa Hùng Lê Chứng Khoán và có cái biểu tượng này thì ở một ngày thì cũng sẽ có một bản tin đó, về cơ bản là như vậy để chúng ta đánh giá xem uh, cái chỉ số vn index chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh tăng phiên như thế nào còn lại uh, có những cái thời điểm hoặc là có những cái tình huống nếu như ở trong phiên mà chúng ta à, xác nhận có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hoặc dòng tiền tốt hoặc là có một cái tín hiệu đặc biệt nào đó ví dụ như vậy thì hùng sẽ làm một cái bản tin ngắn để gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư thì đấy là cái nội dung thứ nhất. ở à, cái nội dung thứ hai à, chúng ta sẽ bắt đầu à, đi vào cái nội dung chính của bản tin tuần này. thì à, một số các anh chị em có nhắn tin và có inbox cho cá nhân hùng lê thì à, có nói rằng là anh nên đảo cái 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 cách phân tích tức là chúng ta sẽ phân tích bộ ba tham số chung của thị trường trước bởi vì một số anh chị em là người ta chỉ quan tâm đến chỉ số chung của thị trường thôi và người ta cũng không cần quan tâm đến danh mục cổ phiếu quan tâm đó thì anh nên phân tích bộ ba tham số chung của thị trường trước xu hướng của thị trường trước và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích vào danh mục như vậy thì tuần này thì cũng sẽ thử ok tuần 28 đến mùng 1 tháng 9 đó chúng ta sẽ có một tuần giao dịch cuối cùng của tháng 8 thì phần 1 thì chúng ta sẽ đi phân tích bộ ba tham độ chung của thị trường. Và chúng ta đánh giá lại trong tuần vừa qua và chúng ta dự báo một vài cái xu hướng ở trong tuần mới. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích cái danh mục cổ phiếu tiềm năng thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ đi phân tích bộ trụ. Ở thứ hai là chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành bất động sản công nghiệp. Đây là những mã cổ phiếu mà chúng đã có phân tích định hướng từ quý 4 của năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại ở thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thép, vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công. Ba cái nhóm ngành này thì nó khá là liên kết với nhau. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành bất động sản dân cư, một số các mã cổ phiếu mạnh ví dụ như Sell, DG đất xanh, Novaland, Phát Đạt. Đó thì chúng sẽ theo cái danh mục nào sẽ phân tích. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán thì về cơ bản là như vậy nội dung của bản tin và anh chị em nhà đầu tư lưu ý tất cả các phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê vì vậy các anh chị của chúng ta sẽ cân nhắc uh, trước khi xem và trước khi mà chúng ta áp dụng uh, những cái phân tích đó vào cái quyết định đầu tư của chúng ta thì chúng ta cần phải uh, tham khảo rất 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 nhiều những uh, cái kiến thức những cái thông tin ở trên mạng để chúng ta làm sao đó để chúng ta có một cái quyết định có một cái góc nhìn tốt nhất và tối ưu nhất. Ok. Thì phần thứ nhất, đó chúng ta sẽ đi về cái bản tin video số 190. Ok các anh chị. Thì trước khi mà đi về bản tin video số 190 thì các anh chị lưu ý rằng chúng ta đã có những cái cái sự quản trị rủi ro. Ví dụ như tuần từ 31 đến mùng 4 tháng 8 là Hồng Lê đã khuyến nghị các anh chị là kịch bản của thị trường thì hiện tại đang rất là lạc quan. Tuy nhiên trên ở góc độ cá nhân, đó đúng không? Trên góc độ cá nhân thì chúng ta cần phải set up cái tỷ lệ tài khoản và như lại văn sâm chia đó là 50 trên 50. Đó, là tuần thứ nhất. À, tiếp theo đến uh, tuần tiếp theo tính chính là cái tuần giao dịch từ 14 đến 18 tháng 8 thì ông Lê lại tiếp tục uh, phân tích ở trên những cái góc độ đó, trên góc độ kỹ thuật khi mà chỉ số VN Index phục hồi từ vùng 1 mươi điểm tiệm cận lên vùng 1265 điểm tương ứng với Fibo 100% so với chân nến 875 điểm ở trước đây. Đây là một mức tăng hết sức ấn tượng vùng kháng cự mạnh nên giai đoạn này Hùng Lê vẫn thiên về à, an toàn các anh chị nhá an toàn. À, đó và để an toàn được thì như vậy là chúng ta phải đưa cái tỷ lệ tiền mặt cổ phiếu về 50 trên 50 hoặc là 30 trên 70. À, tiếp đến một cái tuần gần đây nhất, đó à, một cái tuần gần đây nhất ở trong cái tuần... À, Uh, tuần 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 trước khi mà chỉ số phiên ngày thứ sáu uh, chỉ số VN Index hợp mạnh thì phiên ngày thứ tư, phiên ngày thứ tư thì quan điểm của cá nhân Hùng Lê vẫn tiếp tục không thay đổi ở trong các bản tin và liên tục nói là nhắc các anh chị quản lý rủi ro ở trong giai đoạn này. Đó, 3 7 hoặc 5 năm sau một giai đoạn tăng trưởng tốt thì chúng ta phải thận trọng, chúng ta chấp nhận ăn mỏng đi một tí để chúng ta đổi lại chúng ta có một cái đường dài như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái 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 câu chuyện đây cái cái này thì hùng nhắc lại ở trong ở trong hai ngày 20 tháng 8 như vậy thì cái câu chuyện quản trị rủi ro nó trở thành một cái câu chuyện rất là quan trọng trong cái quá trình chúng ta đi như vậy thì đến cái câu chuyện hiện tại là như vậy thì hùng 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 có có nhắc lại tức là ở đây nếu như vậy thì lỡ làng thì chúng ta làm gì Tức là cái câu chuyện là nếu trong cái trường hợp hiện tại là kết thúc cái bản tin tuần video số 100 uh, 9, uh, 89 mà chúng ta vẫn vẫn tỷ lệ vẫn full margin vẫn uh, vẫn tỷ trọng chúng ta vẫn chưa bán vậy thì vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cái thứ nhất, đấy là chuẩn bị tinh thần vững vàng. Và chắc chắn là khi mà thị trường mà chúng ta sọc nhanh thì cổ phiếu càng về nhanh hỗ trợ càng hồi tốt. Và chúng ta chấp nhận là cầm cổ phiếu lại cuộc chơi này, chấp nhận nhịp chỉnh này không hoảng loạn vì đến cái thời điểm hiện tại nếu như hoảng loạn chúng ta không làm được cái gì nữa đấy tất cả những việc chúng ta cần làm là chúng ta đã làm từ bản tin video tuần 188 189 và phiên giao dịch của ngày thứ tư rồi đấy phiên giao dịch ngày thứ tư là Hùng nhắc lại còn đến bây giờ còn làm cái gì nữa sau một phiên giảm 55 điểm ý thứ nhất không được hoảng loạn chấp nhận cuộc chơi cầm lại cổ phiếu ý thứ hai là sau khi đã làm được điều một thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị điều hai đó là tài khoản cần phải có sức mua Tức là chúng ta kiếm đâu một cái lượng tiền mặt nhất định để chờ thị trường test lại đáy. Nhịp hồi T cộng ra là chúng ta nhịp hồi T cộng của chúng ta phải bắt. Bắt xong thì hết nhịp T cộng của chúng ta phải hồi ra. Sau khi chuẩn bị việc thứ nhất rồi thì chúng ta cần phải chuẩn bị việc thứ hai trong bản tin trong cái tuần video số 190. Việc một là không được hoảng loạn, cầm cổ phiếu, chấp nhận cuộc chơi. Việc hai là đi tìm tiền, đi tìm ở đâu thì tùy từng tài khoản của anh chị. Sau khi làm được điều hai rồi thì đến điều ba. Vậy thì lúc nào bắt đáy, bắt ở đâu? Câu hỏi này rất là khó Và căn cứ cái tín hiệu thực tế thì Hùng đã, đã nêu lên này Dự kiến index sẽ đi về vùng 1160 đến 1165 Tại đây đánh giá thêm Sau đó có thể nhún về vùng 1150 điểm Và cá biệt có thể về 13, 1135 đến 1140 Sau đó tạo lập sẽ tập trung ăn sàn, rút chân cổ phiếu, ăn cổ phiếu thấp, nhào rô, ăn cùng Râu nến càng dài thì càng tốt Hồi tế cộng bán Ok, đấy là ba việc dành cho nhà đầu tư trong tuần video số 190, ngắn gọn như vậy thôi. Đó. Và anh chị em nắm được cái tinh thần như vậy rồi á thì bắt đầu chúng ta đi vào bản tin phân tích tuần. Đó. Thì trong tuần vừa qua thì về cơ bản, về cơ bản đó là gì? Đó là chỉ số VN Index của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn lại nhá. Thì trong à, và thêm một cái điểm nhấn nữa, thêm một cái điểm nhấn nữa trong cái phiên giao dịch ngày thứ ba. ông đã có làm một bản tin. Thì tại cái thời điểm đó là 9 giờ 44 phút 9 giờ 44 phút là ông đã bắt đầu phân tích một à, đây 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 9 giờ 4 phút đấy dòng tiền tiếp tục chờ mua ở mức ở mức rất là cao 9 giờ 44 phút phiên giao dịch của ngày thứ ba hiện tại mới đầu phiên giao dịch dòng tiền mua tiếp tục cao này và hiện tại đã tăng sóng hồi sóng hồi chính thức là bắt đầu có nhìn nhận sóng hồi xúc múc cật lực ra hàng tế động canh thị đường chỉnh đỏ để mà múc sai thì sửa sửa sai bằng cổ phiếu mình mình đang nắm giữ và phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 chính là phiên tất cả các tài khoản kẹp lại bắt đáy vậy thì đấy là cái câu trả lời thứ ba đó thứ nhất thứ hai thứ ba khi nào bắt thì phiên ngày 22 tháng 8 bắt các anh chị nhá phiên ngày tháng 8 đó vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận lại đây bộ ba tháng số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua và đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua chỉ số vn index trước tiên thì trong phiên giao dịch của ngày 22 tháng 8 đây anh chị tại thời điểm 13 giờ chỉ số vn đấy của chúng ta đã nhún về đúng cái vùng 1100 1150 điểm và sau đó gì ạ rào 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 rào, 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 rào bắt đầu chỉ số MACD bắt đầu thay đổi và chỉ số vn đấy của chúng ta bắt đầu phục hồi như vậy thì trong cái kịch bản phân tích tuần thì hùng đã dự báo là khi nào bắt thì dự là một là 1150 hai là nếu 1150 mà thủng thì có thể nhún về 1135 đến 1140 đấy là những cái thời điểm mà gì ạ chúng ta bắt kết hợp với tín hiệu giao dịch trong phiên ngày thứ ba dòng tiền chờ mua chủ động đạt trên 60 điểm, đấy là cái thời điểm để các anh chị bắt đầu xuống tiền. Đó, kết hợp với chỉ số VNX ở 1150, chỉ số VN30 và phải sinh ở vùng 1160 đến 1165. Đó là vùng hỗ trợ mình đã có phân tích cho anh chị rồi. Thì tại thời điểm đó chúng ta mua. Và đồng thời trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VNX của chúng ta có vùng cảnh kỹ thuật ở vùng 1190 đến vùng 1195. À, hiện tại thì có hai phiên, ba phiên đi, chúng ta có thể gọi là ba 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 lần. Chỉ số này quay trở về vùng cảnh kỹ thuật và không đủ lực bật để đi qua ok như vậy thì ở đây chúng ta nhìn view chỉ số VN Index của chúng ta kết tuần một tí tức là nó vẫn đóng cửa trên vùng 1180 thì khả năng cao khả năng cao tuần tới chỉ số VN index sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật lần thứ hai ở vùng 1170 đến vùng 1175 đây nó sẽ test lại vùng này và tại đây thì cũng sẽ đánh giá cái khả năng tích lũy tạo nền khả năng bật của của chỉ số này và vùng cảng kỹ thuật của chỉ số VN Index chúng ta vẫn ngắm 1190 1195 và vùng 1200 điểm ok bây giờ chúng ta nhìn sang chỉ số vn30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy đối với chỉ số vn30 thì chúng đã có phân tích ở trên bản tin tuần đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật có thể đến ở vùng 1160 đến khoảng vùng 1165 và cũng khoảng tầm độ 13 giờ của phiên giao dịch ngày 22 22 thì à, chỉ số này nhún về vùng hỗ trợ và sau đó lần lượt phục hồi à, đồng thời thì chúng ta cũng phân tích cái vùng cản kỹ thuật của chỉ số vn30 ở vùng 1206 đến vùng 1210 một hai lần à, chỉ số này nhô lên nhưng mà không thể vượt qua À, đến thời điểm hiện tại chỉ số này cũng vẫn đang đóng cửa trên vùng 1190. nhưng quan điểm kỹ thuật cá nhân của hùng thì tuần tới và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày thứ hai khả năng sẽ test lại ở vùng 1187 à, sẽ test lại ở vùng 1187 đến vùng 1190 sau đó cái điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 1175 đến khoảng vùng 1180 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của chỉ số vn30 trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và chúng ta sẽ đánh giá cái khả năng tích lũy tạo nền của chỉ số này ở đây à vùng cả kỹ thuật của chỉ số VN30 vẫn ngắm ở vùng 1206 1210 và đích xa hơn sẽ là vùng 1220, đó là cái đích đến của chỉ số VN30. Đối với chỉ số phái sinh, ok, chúng ta cũng nhìn lại uh, kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là uh, phiên giao dịch ngày 22 chính là cái thời điểm mùng phát đi uh, cái xu hướng sóng hồi của thị trường. Ở đây, uh, chỉ số VN30 về vùng hỗ trợ 1160 đến 1165 và bật lên. Hiện tại thì chỉ số này cũng khá đồng pha với chỉ số VN30 tức là nó có vùng cản 1206 đến 1210 và một lần hai lần. À, ngày hôm nay thì cũng suýt soát lên được vùng 1200 nhưng mà sau đó thì nó không không thể đóng cửa được ở cái vùng cao nhất. Với góc độ hiện tại thì chúng ta thấy rằng là như vậy là chỉ số phái sinh của chúng ta khả năng trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó sẽ có xu hướng quay về vùng 1180 đến khoảng quanh vùng 1185. À, tại đây thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng xu hướng tích lũy. Uh, tích lũy tạo nền, tạo đáy ở đây. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ đi phân tích, chúng ta sẽ đi phân tích lại xu hướng ở 1180, sâu hơn thì 1175 và cái điểm trả gáp mà mà có thể sâu hơn đối với chỉ số VN30 F1M thì chúng ta có thể tính 1160, 1165. Tất nhiên là chúng ta phải tính ở những vùng trên này trước, 1180, 1185, sau đó thì có thể tích lũy lại quanh 1175 đã. Tạm thời như vậy. Uh, về đến đâu thì chúng ta sẽ đánh giá ở đấy Và chúng ta sẽ quan sát cái tín hiệu giao dịch trực tuyến ở trong phiên Thì cái đó thì chúng ta sẽ uh, có cái sự phân tích, uh, cập nhật uh, Nó sẽ rất là chi tiết và cụ thể các anh chị Và tất cả những cái nội dung phân tích như vậy thì sẽ được uh, phân tích trực tuyến Và được uh, cập nhật ngay lập tức các anh chị Ngay lập tức khi có tín hiệu là ngay lập tức là uh, enter Và như thế là nhà đầu tư chỉ cần đọc hiểu Và hiểu được cái cách vận hành của thị trường, hiểu được cách vận hành của cổ phiếu và hiểu được cái cách vận hành uh, phân tích thì như vậy là chúng ta sẽ uh, gọi là những chiến binh lướt sóng. Lướt sóng có nghĩa là gì? Tức là chúng ta phải cưỡi được trên con sóng. Và để cưỡi được trên con sóng thì chúng ta phải phân tích được là đâu là chân sóng, cái thời điểm nào dự báo, dự báo cái thời điểm nào là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu xuống xuống giống và dự báo cái thời điểm nào là cái thời điểm mà mà chúng ta phải bắt đầu phải trơn thị trường. Cái thời điểm nào chúng ta phải đưa về tỷ tỷ trọng cổ phiếu uh, tiền mặt trên cổ phiếu về 37 hoặc 5 năm. Đó, vậy thì để chủ động với cái việc đó là đầu tiên là nhà đầu tư phải phân tích được á chúng ta phải phân tích được cái cái sườn đó, cái sườn của thị trường gọi là cái xương sống của thị trường sau đó chúng ta mới đắp thịt này rồi đắp phấn này rồi đắp hoa đắp quần áo đắp lụa là đắp thụ đủ các thứ lên trên con người á thì con người nó mới đẹp còn xương sống mà chúng ta không phân tích được chúng ta vứt hết đó thì cái cái mẫu chốt để đầu tư thành công ở trên thị trường là phải phân tích được đúng trúng đủ xu hướng thị trường Tất nhiên là nó chỉ có xác suất các anh chị nhá Chúng ta sẽ xác suất ở đâu đó khoảng tầm độ 10, à, đâu đâu đó tầm 70 đến 80% đó là quá là tuyệt vời rồi. Còn 20% còn lại là xác suất sai số. Đó, không ai có thể tuyệt đối được. Và qua cái quá trình phân tích của cá nhân đồng lê từ 2018, các anh chị đã theo dõi rồi thì chúng ta cũng nắm được uh, những cái cách mà ông phân tích thị trường, tất cả những cái kiến thức mà chúng ta uh, đưa lên trên uh, các bản tin phân tích tuần thì đó đều là các cái kiến thức uh, phân tích thực chiến. OK. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung à, thứ nhất phân tích à, danh à xin lỗi cả nhà nội dung thứ hai bây giờ nó bị líu bởi vì là tuần này thì chúng ta đảo đi một tí đúng không ạ à, chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng mvg thì à, đối với hiện tại trụ mvg đó à, thì, thì hùng sẽ nhắc lại các chị tí một một tí này cái điểm xanh này là cái điểm mà chúng ta vào phiên giao dịch tức là kết thúc phiên giao dịch tuần cũ này cái cây, cây, nến thứ nhất là cây nến ngày thứ hai này và cây nến thứ hai là cây nến của ngày thứ ba phiên 22 tháng 8 thì các anh chị quan sát nhé tất cả cây nến hình thành trong phiên ngày 22 tháng 8 nó đều có một đặc điểm chung đó là gì thứ nhất là dâu nến dưới rất là dài thứ hai là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và nó hình thành một cây nến búa rút chân lên đó và cái phiên ngày giao dịch ngày 28 thì khả năng 22 tháng 8 thì khả năng đấy cũng là một phiên tắt ao bắt cá của tạo lập rất là tuyệt vời thì với cá nhân của Hùng Lê thì Hùng lại khuyến nghị nhà đầu tư mua nhưng mà trong phiên đó thì rất nhiều nhà đầu tư không nắm được cái 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 xu hướng của thị trường không nắm được xu hướng cổ phiếu thì lại cắm đầu cắm cổ bán bán xong cái cổ phiếu nó hồi bây giờ ngồi tiếc đấy cái câu chuyện đó là như thế nó cái vòng luồn quẩn đấy nó cứ, cứ lặp đi lặp lại trên thị trường mà anh chị nó có gì đâu chứng khoán nó là vậy chứng khoán nó là trò chơi tâm lý À, ai mà hiểu được cái tâm lý ai mà phân tích được đúng thế thì tâm lý ta vững vàng thì chúng ta uh, hành động nó đúng thế còn ai mà không hiểu được cái tâm lý thì như vậy thì, thì, thì là hỏng thế thôi đơn giản thì có như vậy ok mời g hồi phục từ phiên 22 tháng 8 đến thời điểm tại mời g sẽ hướng về cản 52 uh, tuần tới có thể tích lũy lại quanh vùng 50 xu hướng tiếp theo sẽ ngắm về khoảng vùng 54 Cổ phiếu Mansan ở thời điểm hiện tại là mua được rồi những anh chị trụ Mansan hiện tại đã mua được rồi rất là đẹp <laughs> Trong tuần thì phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 đây nó test về quanh vùng 76 rút chân lên sau đó có hai cây nến trả cung cực đẹp luôn hai cây nến trả cung về đâu đó khoảng vùng 77 vùng 78 cực đẹp luôn cây nến rút chân lên phiên ngày hôm nay thì gặp cái vùng cản ở đây vùng 80 thì nó 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 nó, chỉnh lại một tí không sao cả tuần tới ở khoảng quanh vùng 79 hoặc điểm sâu hơn ở vùng 78 các anh chị có thể mua cổ phiếu Vinamilk <laughs> Vinamilk nhịp này tương đối là khỏe đấy không biết là ý đồ của tạo lập họ họ định neo giữ cổ phiếu này đi đâu về đâu nhưng mà như vậy là khỏe ở trong tuần phiên giao dịch của ngày thứ thứ ba đấy các anh chị nhìn thấy đúng không ạ tất cả đều tạo hộ chạm hỗ trợ và bật lên và đấy là thời điểm chúng ta mua chứ không phải thời điểm chúng ta bán cổ phiếu ra chúng ta làm ngược lại với đám đông và team của hùng lê là như vậy ok 71.5 đến vùng 71 71.5 là vùng hỗ trợ và ngắn hạn thì vinamilk đang công cản 75.5 đến khoảng vùng 76 trên xu hướng kỹ thuật khả năng tuần tới 74 còn nó sẽ quay test trở lại và nhịp này thì cũng đang có À, có ngờ ngợ thôi ngờ ngợ kỳ vọng là khả năng là cổ phiếu này sẽ vượt thoát vùng 76 Vinamilk sẽ vượt thoát vùng 76 và hướng lên cái cản kỹ thuật tiếp theo ở quanh vùng 78 khá là ok rồi à, nhóm ngành thứ hai thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp gồm mã cổ phiếu KBC đối với bất động sản khu công nghiệp à, các phân tích định hướng từ quý 4 của năm 2022 quý 4 các anh chị quý 4 từ năm 2022 và đến thời điểm hiện tại đây đây là khoảng quý 4 này quý 4 của năm 2022 và đến thời điểm hiện tại sóng ngành bất động sản công nghiệp đã có một mức tăng cực kỳ tốt, trong đó ví dụ KBC chúng ta đã hoàn thành được cái target ở quanh vùng 34 35. Ờ, nhìn về xu hướng của cổ phiếu KBC trong tuần vừa qua, đấy, hai cây nến test cung và nó test cực đẹp ở quanh vùng 30, sau đó có một lực phục hồi. Được phục hồi ngắn hạn của KBC nó chạm vào vùng cảng kỹ thuật ở đây, đó là khoảng vùng 30 32.5 đây này. Thì phiên ngày hôm nay nó chạm cản kỹ thuật nên nó có một cây đinh ba rút chân trở lại. Ở xu hướng tuần tới nó sẽ test lại ở khoảng vùng 31 đến khoảng vùng 31.5. Mục tiêu tiếp theo thì cổ phiếu KBC sẽ tiếp tục công lại vùng cản 32 đến 32.5 để tiếp tục đánh giá về mặt xu hướng. Cổ phiếu ITA, ITA thì con con em của KBC và đối với con này thì cái cái câu chuyện là chúng ta cái quá trình mà tích lũy đầu tư thì quan điểm của cá nhân Hùng Lê đó là gì? Chúng ta sẽ gom dài đánh dài và 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 và, và, và nhìn xa xa trông xa xa ra một tí đó thì trong cái thời điểm trước cái nhịp trước này đó thì cũng đã có phân tích cái điểm gom kỹ thuật ở quanh vùng 5 đến chấm 15 và nhịp vừa qua thì nó lại đẩy về vùng 6.5 và hiện tại thì nó đang có một nhịp trả cung ở đây à, đẹp rồi nó à, hình thành một cây đến tuần như này là đẹp rồi cây đến tuần rút chân lên và nó chạm lại được vùng cản 5.8 tám à, xu hướng tuần tới nếu như chúng ta có vùng 5.6, 5.5 ở đây đó, khả năng là cực kỳ tốt để chúng ta thu gom thêm vị thế. Đó, nhịp đây này, cái nhịp chỉnh này là ông đã phân tích rất kỹ này, vùng 5 đến 5.2 các tài khoản chúng gom. Đó, từ vùng 5 mà nó đạp về vùng 6.5 như vậy là cũng đâu đó khoảng tầm 25% trăm các anh chị. <laughs> ngắn ngắn thế này nhưng mà 25% đấy. SSC là cũng mã cổ phiếu cực kỳ tốt và các anh chị nhìn thấy đây, nếu như chúng ta view view, view lại một tí, đó, từ thời điểm quý 4 của năm 2023, SSC có vùng giá khoảng đâu đó 21.8 và hiện tại thì chúng ta cũng đã đạt được những cái target ở khoảng vùng 30 suy soát đạt target 40 và chưa tính cổ tức nhé ờ, uh, năm vừa rồi cổ tức chia của SSC khá là tốt trong tuần vừa qua thì SSC ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật 33 hiện tại đã có sóng hồi đó đúng phiên ngày 2 tháng 8 hồi luôn uh, sóng hồi này khá là đẹp có trả cung thì nó khả năng nó cũng chỉ quanh khoảng vùng 34.7 đến vùng 35 Mục tiêu tiếp theo của SZC, chúng ta sẽ hướng về vùng cản thuật ở khoảng quanh 37. Cổ phiếu IDC, IDC đúng, đây, phiên ngày thứ hai tuyệt vời luôn. À, nó nhúi về khoảng quanh vùng 41.4 một tí thôi, trên đó một tí và sau đó thì có một lực hồi, hiện tại lực hồi này đã đạt về được target ở khoảng quanh vùng 46. Uh, phiên tuần tới, tuần tới ở vùng 47, 44.7 44.7 sẽ là vùng, uh, gọi là cái vùng nền tảng tích lũy của cổ phiếu sau khi mà nó tích lũy thành công ở vùng 44.7 rồi chúng ta tiếp tục ngắm uh, cái xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu này lên khoảng quanh vùng 47, xa xăm hơn thì chúng ta có thể ngắm lên khoảng quanh vùng 48, đây là cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo của phiếu IDC cổ phiếu VGC, ok, đúng phiên giao dịch ngày 2 tháng 8, bật Ờ, hỗ trợ kỹ thuật ở 42.8 đến vùng 43 ít nhất là chúng ta mua ở 42.8 thời điểm này vẫn chưa bị lỗ đóng cửa ở vùng 44.8 như vậy là cũng được 2.000 trên một cổ phiếu đó thì cái câu chuyện là rất nhiều nhà đầu tư là bán trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 bởi vì hoảng loạn đó nhưng mà cái quan điểm của cá nhân Hùng Lê thì phiên đó không phải là phiên không phiên không phải đấy không phải là phiên phiên bán đúng không mà chúng ta đấy là phiên mua ok thì bây giờ là xu hướng kỹ thuật ở đây chúng ta sẽ ngắm VGC lên khoảng quanh vùng 46 đánh 46 tích lũy trở lại quanh vùng 44 à, cơ bản như vậy thôi và hiện tại thì chúng ta cũng đang đánh sóng hồi nên là cứ nhẹ nhàng thôi. Vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể bắt và vùng cả kỹ thuật thì chúng ta có thể canh để chúng ta bán ra. <laughs> ở nhóm anh tiếp theo thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị một số các mã cổ phiếu về ngành thép gồm mã cổ phiếu Hòa Phát HPG. Nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì Hòa Phát nó đi ngang nó đi ngang ở trong biên ở trong biên khoảng 26.6 đến khoảng vùng 20 à, xin lỗi cả nhà 25.6 đến khoảng vùng 26 và tín hiệu hiện tại thì đường mác vẫn đang có xu hướng cắm đầu đi xuống chính vậy nên là tuần tới thì cái 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 cách đi của của cổ phiếu Hòa Phát khả năng nó sẽ tiếp tục đi sideways ở quanh biên 26 25.6 đến khoảng vùng 26 à, cá biệt hơn nếu có đẩy được lên thì nó sẽ đẩy được khoảng vùng 20 mấy đến 26.5 đó 26.5 À rồi thì Hùng sẽ đánh giá tiếp. Cổ phiếu thứ hai đó là Hoa Sen. <laughs> Hoa Sen ở trong tuần có hai cây nến phiên giao dịch ngày thứ hai à và ngày thứ ba, Hoa Sen có nhún về ở đây là vùng 17.2 17.5. Có phục hồi, có phục hồi nhưng ngắn hạn ở đây thì nó lại có vùng cản 19, khả năng ở tuần tới nó sẽ đi ở trong biên 18 19, tức là nó sẽ sideways ở vùng này và sideways ở vùng này sau khi mà sideways xong Uh, nó sẽ phát đi tín hiệu tiếp theo ví dụ trong trường hợp nó bứt cả 19 thì như vậy là chúng ta sẽ xây target cao hơn trong trường hợp nếu thủng 18 thì chúng ta lại phải đánh giá lại cái khả năng tích lũy tạo nền của cổ phiếu Hoa Sen ở quanh vùng 17.2 đến khoảng vùng 17.5 cổ phiếu thứ ba chúng ta phân tích đó là cổ phiếu Nam Kim Nam Kim trong tuần nó đã bị thủng ở đây là thủng vùng 18.6 nên cái xu hướng tiếp theo nó sẽ về 17.5 và 17.5 mà thủng thì nó sẽ về 17 cây nến của ngày phiên ngày 22 tháng 8 Uh, test về 17 và sau đó rút chân lên về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu uh, Nam Kim ở vùng 17.5 đến khoảng vùng 17.7 hiện tại đang khá là tốt và ngắn hạn thì chúng ta có vùng cản kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 19.3 uh, xu hướng thì nó sẽ đi ở khoảng quanh vùng uh, đây vùng 17.5 17.7 là hỗ trợ và vùng cản kỹ thuật là 19 uh, dưới dưới vùng 19 một tí thì xu hướng nó sẽ đi ở trong biên hẹp này và chờ để đánh giá thêm cổ phiếu thứ tư chúng ta sẽ đi phân tích đó là cổ phiếu TVN, hai mã cổ phiếu nó gọi là mã cổ phiếu penny của nhóm ngành thép thì đối với hai mã cổ phiếu penny này, cái xu hướng ngắm và cái cách ngắm thì chúng ta cũng ngắm ở sóng dài. Và và các anh chị phải xem lại những cái bản tin tuần khi mà phân tích cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 5, chúng ta đưa target về vùng 6.3. Sau đó chúng ta đưa target về 7 và sau đó chúng ta đưa target về 8. Hiện tại thì đang ngắm lên vùng 9 à, uh, tuy nhiên target vùng 9 thì chưa đạt được các anh chị nhé đó uh, vùng 8.9 đến khoảng vùng 9 thì về đến đâu thì chúng ta sẽ xây đó chứ chúng ta cũng không có xây vội vàng và trong cái target cuối cùng Mình đang phân tích ở đây thì nó lên được truy soát ở khoảng vùng 8.5 và nó bắt đầu chỉnh cung thì cái nhịp chỉnh cung này thì nó vẫn đang tiếp diễn khi mà tín hiệu đường MACD đang cắm đầu đi xuống như thế này thì cổ phiếu gần như không thể tăng giá được ngắn hạn chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật 6.7 đến vùng 6.8 sau đó thì cổ phiếu sẽ có cái xu hướng hồi lên cái điểm hồi phục này nó sẽ ở quanh vùng 7 đến khoảng vùng 7.3 thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp cái khả năng bứt bứt lên trên. Cổ phiếu thứ 5 TLH và cũng là một cổ là cổ phiếu cuối cùng ở trong nhóm này. Thì đối với TLH cũng như vậy, cái cách nhìn đấy, cách nhìn chúng ta phải view lại đây thì chúng ta phải nắm được cái hành trình của nó đi, đó là nó đi từ 4 sau đó lên 6, từ 6 thì lên đến vùng 8.5 đến vùng 8.7. Từ vùng 8.5 đến vùng 8.7 thì cũng đang đưa target lên vùng 94 đến vùng 9.5. Và khi lên được vùng 9.5 thì cổ phiếu bắt đầu có cái sự chỉnh cung và như vậy hiện tại đây tín hiệu đường mã sẽ D là như vậy là chúng ta bắt đầu có cái tín hiệu xấu đi. Như vậy là cổ phiếu xu hướng thì cổ phiếu nó sẽ phải chỉnh cung tích lũy đó. Ở trong tuần vừa qua cổ phiếu TLH T thủng vùng 8.35 và cái hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ là vùng 7.8 sâu hơn sẽ là vùng 7.5 đến khoảng vùng 7.6 nhưng nó chỉ về đến 7.8 và nó rút chân lên ở nhìn ở góc độ kỹ thuật như thế này ở tuần tới khả năng nó sẽ công lại vùng 8.35 đến 8.5 trước đây ở đây nó sẽ là vùng hỗ trợ của nó thì bây giờ nó sẽ trở thành vùng cảnh kỹ thuật ngắn hạn và sau đó nó sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 8 kỳ vọng là tích lũy thành công ở vùng 8 để hình thành sóng tăng quay trở lại ở đây và khi tích lũy thành công ở vùng 8 lực cầu quay trở lại tốt thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại cản 8.5, 8.7 và sau đó lại ngắm về cản 9.4, 9.5. Cái hành trình của cổ phiếu nó là như vậy, cái cách đi của cổ phiếu như vậy thì chúng ta cứ từ từ. Ok, ở nhóm ngành tiếp theo thì Hùng sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công. Các anh chị, hai nhóm ngành này cũng đang có cái xu hướng khá là tốt và hai nhóm ngành này cũng là hai nhóm ngành được phân tích định hướng từ quý 4 của năm 2022 uh, hướng đến hết năm 2023, tức là năm 2023 thì chúng ta sẽ tập trung các cái mã cổ phiếu của ngành đầu tư công và với những nhà đầu tư họ đã tham gia ngay từ quý 4 thì như vậy là chúng ta cũng đã thu được một cái thành quả cực kỳ tốt ở nhóm ngành đầu tư công và vật liệu đầu tư công. Ok thì đối với KSB các anh chị nhìn đây là hiện tại là KSB đã có vùng đạt được cái vùng target kỹ thuật cực kỳ mắc ở vùng 32.5 vùng 33 sau đó thì nó chỉnh cung và đúng phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 đó các anh chị bán ở trong phiên 22 tháng 8 là chúng ta bán đúng đáy luôn đó, đúng đáy luôn từ đây thì cổ phiếu phục hồi và nó bứt lại được vùng 28 hỗ trợ 28 và tuần này thì nó đóng được lên vùng 30 tức là nó cũng hoàn thành một cái target hồi từ khoảng vùng 27 lên vùng 30 tức là tăng khoảng 3.000 đồng trên một cổ phiếu phiên ngày hôm nay chạm cản nên nó rụt rụt cổ lại đấy là câu chuyện rất bình thường vùng 28.8 đến khoảng vùng 29.3 tuần tới cổ phiếu sẽ tích lũy trở lại ở đây tích lũy thành công à, tích lũy thành công thì chúng ta sẽ đẩy được cái target tiếp theo của cổ phiếu lên hiện tại thì tín hiệu đường mát bắt đầu có xu hướng đi ngang đây là một cái một, một, một cái hành trình cực kỳ tốt và sau một cái giai đoạn đi ngang như vậy thì nó bắt đầu nó, nó sẽ, có cái từ hình thành đi lên và khi mà 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 đi lên như vậy là cô xu hướng của cổ phiếu bắt đầu tích cực lên Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu PLC <laughs> Thì PLC cũng như vậy Chúng ta phân tích được một cái target cực kỳ mắc ở đây Vùng 42, hai lần lên vùng 42, ba lần lên vùng 42 Trước khi mà nó rơi mạnh ở phiên thứ sáu tuần trước Đúng không ạ? Phiên thứ sáu tuần trước và sau khi rơi xong Đấy cổ phiếu PLC tiếp tục có cái sự tích lũy ở quanh vùng 37 đẩy lên vùng 38.2 Tuy nhiên là cái góc độ kỹ thuật thì chưa đẹp Cổ phiếu PLC khả năng nó vẫn phải đi sideways ở quanh vùng 37, 38 Sau đó thì phân tích tiếp Thủng 37 thì sẽ hướng về vùng 36 Bứt được vùng 38, 38.2 Thì cái lúc đó chúng ta sẽ phân tích lên cản quanh 40 Tùy xu hướng, tùy tình hình Chúng ta phân tích Tiếp theo uh, BCC Ở đây trong tuần vừa qua thì nhìn chung BCC nó cũng đi ở khoảng quanh uh, Quanh vùng 12.2 uh, phiên 22 tháng 8 thì có nhún về 11.5 rút chân lên nhìn chung thì cái tín hiệu đường mát của bcc nó cũng chưa đạt đạt gọi là xuất sắc nên khả năng tuần tới ở đây nó sẽ còn quay trở lại nó còn quay trở lại test lại ở khoảng vùng 12 12.2 trong trường hợp thì khi thành công như vậy lực cầu quay trở lại thì chúng ta sẽ hướng cái vùng cả kỹ thuật tiếp theo lên khoảng vùng 13 bứt được 13 thì sẽ ngắm đến khoảng vùng 13.5 Ở cổ phiếu VCG trong tuần này thì VCG đã chính thức quay trở lại đạt lại cái target đỉnh ở quanh vùng 28 và phiên giao dịch của ngày 22 tháng 8, đấy chính là cái phiên tích lũy tạo nền tạo đáy của cổ phiếu. Ở cổ phiếu này đã nhún về vùng 24.4 đến khoảng vùng 25 cực kỳ đẹp cho rút chân lên. Như vậy cây nến kết tuần lực chốt của VCG tương đối là mạnh như vậy khả năng là 1 2 3 3 điểm cổ phiếu này không vượt thoát được vùng 28. Nên là đây là một cái vùng đỉnh rất là vùng kháng cự rất là mạnh à, xu hướng tuần tới VCG sẽ test lại ở khoảng vùng 25 254 254 đến khoảng vùng 26 chúng ta để đánh giá thêm khả năng tích lũy tạo nền ở đây <laughs> Fcom FCN FCN cũng như vậy nó tích lũy ở phiên giao dịch ngày thứ ba ở vùng 14.6 sau đó rút chân lên à, kết tuần thì đạt ở vùng 16 có sự chỉnh cung quay trở lại nhìn chung thì ở đây F, uh, FCN cần phải có thêm một cái nhịp tích lũy trở lại nữa khả năng thì tuần tới FCN sẽ test lại um, nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 15 2 uh, test lại ở khoảng quanh vùng lăm sau đó thì nó hành trình tiếp theo nó sẽ công cái cái vùng kháng cự ở đây là vùng 16 năm đến khoảng vùng 16.7 uh, cnco cô 4 khá là tốt ở trong tuần vừa qua khá là tốt phiên giao dịch của ngày thứ hai rút chân phiên giao dịch ngày thứ ba thì cực đẹp luôn một cái nến cực đẹp test về vùng hỗ trợ kỹ thuật 13.5 sau đó nó rút chân lên và phiên kết tuần thì có thời điểm nó đã đóng được ở khoảng vùng 15.2 ở không đóng được ở điểm cao nhất như vậy nếu xét ở 13.5 lên đến 14 15 2 như vậy là chúng ta cũng đã có một cái target kỹ thuật lướt T cộng tương đối là khá khá à, ngắn hạn ở đây cổ phiếu C4G sẽ tích lũy lại quanh vùng 14.5 tích lũy thành công ở đây tiếp tục đẩy lên target 15.2 và xa xăm hơn trong tuần tới sẽ ngắm lên vùng 15.6 đến khoảng vùng 15.7 lcg thì nhìn chung chưa đẹp lcg trong tuần vừa qua nó đi sideways và nó cũng không có cái lực đỡ nào thực sự là thuyết phục lắm à, ngoại trừ duy nhất cây nến rút chân từ vùng 11.9 lên đến phiên ngày hôm nay là chạm cản 13 và nó lại rụt chân trở lại với lực cầu đánh của LCG như này khá là thấp tín hiệu đường má CD có sự chuyển biến tuy nhiên là cái sự chuyển biến này chưa thực sự là tích cực khả năng tuần tới LCG sẽ còn một một đến hai điểm test tức là nó sẽ quay trở lại đây này nó sẽ quay trở lại ở khoảng vùng 12.2 đến khoảng vùng nó sẽ quay trở lại đây và test tích lũy thêm một vài phiên rồi lực cầu tất cả mọi thứ nó phải được cải thiện ở đây thì khi đó chúng ta mới đánh giá cái xu hướng phục hồi của cổ phiếu uh, LCG OK g 36 G36 trong tuần khá là ổn đấy vòng uh, có đánh giá ở vùng 9 cái cây nến ở vùng 9 sẽ là một cây nến cực kỳ là quan trọng đúng không ạ Và xu hướng hiện tại uh, Lực cầu thấp quá Nên là biên 9 Cộng trừ 0.3 uh, Biên 9 cộng trừ 0.3 sẽ là biên Sideway tiếp theo của cổ phiếu Của, của cổ phiếu G36 à, G36 HHV xem nào HHV Đấy ai mà bán đúng cây này là cũng ngồi tiếc này đúng không ạ Mà thậm chí là ai còn bán đúng cái giá Uh, sâu nhất là 13.65 và hiện tại là 15 cho là 13.6 Như vậy là chúng ta mất 1 À, uh, mất 1.400 trên cổ phiếu các anh chị Đấy, thành hay bại vẫn là vẫn là cổ phiếu vẫn là cổ phiếu HHV uh, Tuy nhiên là về với team của ông Lê thì phiên đó chúng ta tập trung chúng ta bắt đúng không ạ mà không về với team của ông Lê thì các anh chị hoảng loạn thì phiên đó chúng ta tập trung chúng ta bán đơn giản như vậy thôi À, ngắn hạn ở đây thì cổ phiếu này sẽ phục hồi lên khoảng quanh vùng 15, 15, 2, 15, 3 gì đây này, đó, rồi nó sẽ có một cái nhịp chỉnh cung nhẹ nhàng, chỉnh cung về quanh 14, 5, 14, 5 gì đó, à, tích lũy thành công thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá cái khả năng phục hồi của cổ phiếu này ở quanh vùng 14, 5. À, nhóm ngành tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành bất động sản dân cư. Bất động sản dân cư đã có một nhịp, nhịp tăng cực kỳ tốt, nó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng để hỗ trợ cho chỉ số VN-Index ở trong tuần vừa qua. Hiện tại sóng ngành dòng tiền đang tập trung ở nhóm này khá là tốt. Vì vậy nhà đầu tư chúng ta cũng nên à, hướng à, cái dòng tiền đầu tư à, hướng vào những cái nhóm ngành mà nó đang được lead ở trên thị trường thì như vậy À, chúng ta sẽ có một cái hiệu quả đầu tư trong cái quá trình đầu tư chúng ta sẽ tốt hơn ok ở à, xe hiện tại thì vẫn đang rất là khỏe trong tuần vừa qua xe test kỹ thuật ở quanh vùng 23.5 đến vùng 24 cây nến thứ hai này khả năng là cây nến đều thôi không phải là cây nến thật của nó à, nhìn ở đây nhìn ở đây xu hướng tiếp theo xu hướng tiếp theo tuần tới khả năng xe sẽ tiếp tục đánh về vùng cả 27 xa hơn sẽ là vùng 28 à, tín hiệu đường má CD của cổ phiếu xe hiện tại vẫn đang khá là tốt Uh, HDG HDG trong tuần tiếp tục test tích lũy về vùng 28 có lực bật lên tuy nhiên lực bật này không đủ mạnh và uh, xu hướng kết tuần thì nó lại đang uh, nó lại coi xu hướng quay trở lại tín hiệu đường mát đang cắm đầu đi xuống chính vậy nên là uh, nó cũng chưa thể bật mạnh được khả năng tuần tới uh, tiếp tục test lại về quanh vùng 28 uh, Tiếp theo uh, chúng ta phân tích cổ phiếu HDC HDC trong tuần phiên giao dịch ngày 28.8 có nhúi về qua vùng 32 sau đó rút chân lên À, nhìn xu hướng thì cũng tạm tạm ổn. À, tín hiệu đường MAC đang đi ngang và có cơ hội để xoay chuyển cục diện. À, tuần tới vùng 33, 33.1 sẽ là vùng à, dự kiến cổ phiếu này sẽ tích lũy quay trở lại. À, tích lũy thành công, ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cả kỹ thuật ở đây, vùng 35.5 đến khoảng quanh vùng 36. nam long xu hướng năm xu hướng khá là tốt 55 khá là tốt ở trong tuần vừa qua vùng hỗ trợ kỹ thuật đây vùng 34.6 đến vùng 35 tích ba cây nến 4 cây nến Nếu tính cả À 3 ở bốn cây nến ở bốn cây đều chạm về vùng hỗ trợ này và đều bật lên phiên kết tuần nó có một cái điểm test kỹ thuật khá là nhẹ nhàng trên các độ kỹ thuật tuần tới có thể test về quanh vùng 36 mục tiêu chúng ta lại tiếp tục ngắm ở vùng cảnh kỹ thuật 38.5 đến khoảng vùng 39 Đạt phương ở đây chúng ta xem đạt phương nào, ok đạt phương ở đây uh, Phiên giao dịch ngày thứ ba đây nó cũng nhún về quanh vùng 38 rút chân lên uh, Tuy nhiên trong tuần thì Cái tín hiệu của cổ phiếu này nó cũng chưa thực sự là mạnh mẽ Bởi vì tín hiệu đường mát đang cắm xuống, khả năng uh, Sẽ quay trở lại ở vùng 38.8, 39.5, test tích lũy thêm một đến hai cây nến, uh, test thành công Thì chúng ta sẽ ngắm lên uh, Vùng cảnh kỹ thuật ở khoảng vùng 41.9 đến khoảng quanh vùng 42, đây là target kỹ thuật tiếp theo của đạt phương <laughs> KDH ở trong tuần tốt các anh chị tốt phiên giao dịch ngày thứ hai 34 234 nó đều test về vùng 33 3.5 sau đó rút chân lên à, lực cầu thì cũng đang tương đối được cải thiện tín hiệu đường mát bắt đầu có xu hướng chuyển pha đây là một tín hiệu cực kỳ tốt của KDH ngắn hạn nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 36 34.5 đến khoảng à xin lỗi cả nhà vùng 35.5 đến khoảng vùng 36 đây nó chạm cản trên khả năng khi về đến đây thì cổ phiếu bắt đầu nó có sẽ sự rung lắc Uh, rung lắc nhẹ nhàng nó test lại được thành công của quanh vùng 34 34.5 <laughs> uh, 34.3 này vùng nhẹ nhàng ở đây đó nó tích lũy thành công nhẹ nhàng ở vùng này và tiếp tục uh, đánh cái vùng 36 37 ở đây và khi mà nó bứt được cái vùng cản 37 thì đấy sẽ là một cái xu hướng rất là tuyệt vời nếu chúng ta nhìn ở trên trạc kỹ thuật tuần nếu chúng ta nhìn ở trên trạc kỹ thuật tuần thì chúng ta vẫn uh, vẫn có cái sự kỳ vọng là cổ phiếu uh, cổ phiếu KDH sẽ tiếp tục hành trình và đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy ở đây Uh, KDH của chúng ta vẫn đang có một uptrend và uptrend này thì nó xây từ đỉnh uh, từ đáy 20 xong đó nó xây lên 25 xong nó xây lên 30 và nếu như thành công ở trong nhịp này nó xây ở khoảng vùng 34 35 để nó hướng lên vùng cả cái tuột 40 thì đấy là một cái target rất là tuyệt vời chúng ta sẽ uh, tiếp tục quan sát uh, xu hướng để chúng ta đánh giá thêm và trong trường hợp ví dụ như trong trường hợp nếu như cổ phiếu này mà nó không không bị thủng cái không không bị thủng cái vùng 32 này 331.5 vùng 32 đây thì đấy sẽ là một 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 cái cơ sở rất là quan trọng để mà chúng ta xây cái nhịp sóng này có thể nó đi như này đây là cái cách mà có thể có thể cổ phiếu nó sẽ tạo lập đó và nó sẽ rũ xuống đây sau đó thì nó mới bắt đầu từ cái vùng 31.5 khoảng vùng 32 này nó tích lũy tạo nền và sau đó nó bật tăng trở lại đây đó DIG khá là tốt ở trong tuần vừa qua đây đó ai mà 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 nhỡ bị rơi mất ở vùng 24 là thôi hỏng rồi đúng không ạ rơi đúng cái vùng đáy luôn nên là cái câu chuyện tâm lý bộ môn chứng khoán nó là một môn tâm lý các anh chị và chúng ta nắm vững được tâm lý chúng ta nắm vững được cái quy luật vận hành thì như vậy là chúng ta sẽ giảm thiểu được thôi chứ không tránh tuyệt đối được đâu và chúng ta sẽ giảm được những cái sai số Và chúng ta sẽ tối ưu thêm được những cái lợi nhuận Hoặc là tối ưu thêm được những cái thành quả của chúng ta Trong quá trình đầu tư DG tốt <laughs> Nhìn chung thì sau cái nến tăng mạnh Và phiên ngày hôm nay nó test lại Ở trên vùng 26.5 khá là tích cực Tuần tới thì lại công thôi Lại công vùng 28 28, 28.5 28 đây này Xu hướng là nó công về vùng cản này Ok, ổn Rất xanh, khá là đẹp và hiện tại đây là đây đang là một mã cổ phiếu chủ lực mùng đã uh, team đang tập trung chinh chiến ok tuần vừa qua về đúng hỗ trợ luôn 17 9 18.3 phiên ngày thứ ba ngày thứ ngày thứ hai thì chưa dám hốt nhưng mà phiên ngày thứ ba thì được ở đây ổn định và chúng ta tiếp tục ngắm ở đây là vùng 21 đó bất được cái cản 21 này tuần tới sẽ có thể ngắm lên vùng 22 hoặc quanh vùng 23 Novaland uh có phục hồi. Uh, tuy nhiên là nó cái đà phục hồi này thì cũng chưa được ưng ý cho lắm. Vùng 17 6 18 hỗ trợ bật lên và tuần này chạm lại vùng 19 6 đến 20, chạm cản thì bật lại. Ở đây có vùng hỗ trợ 19, khả năng tuần tới Novaland sẽ tích lũy ở quanh vùng 19. Uh, kỳ vọng là tích lũy thành công ở vùng này, nó sẽ không không bị phá. Uh, như vậy chúng ta sẽ ngắm lên vùng 21, sau đó là vùng 22. Như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm lại vùng cản cũ và nhịp sóng này là nhịp sóng T cộng. Các anh chị lưu ý như vậy. PDR thì chúng ta nhìn xa ra một tí dài ra một tí. À, khi mà chúng ta nhìn xa nhìn dài thì chúng ta sẽ nhìn được những cái góc nhìn những cái góc view nó rộng. Đó. Ví dụ trong tuần vừa qua trong phiên giao dịch của ngày thứ ba bắt được cái điểm này thì quá là tuyệt vời luôn. Nó bắt được điểm này quá tuyệt vời luôn và hiện tại hồi thì nó sẽ hồi khả năng là sẽ hồi về khoảng vùng 2.5 vùng đang nghi nghi ở đây nó sẽ có một cái phân kỳ giảm ngắn hạn. Đó. Khi nó, nó nó lên được khoảng vùng 23. Đó, về được khoảng vùng 23 thì nó sẽ có một cái nhịp đạp tiếp theo và nhịp đạp này thì nó sẽ dự ở khoảng vùng 20 20.4 đến khoảng quanh vùng 21 và quanh cái điểm uh, quanh cái điểm này nó sẽ tích lũy uh, nhịp thứ hai và kỳ vọng là tích lũy nhịp hai này thì khi đó cổ phiếu mới có khả năng bứt cái cản vùng 24. PDR là một mã cổ phiếu khá là hay ở trong thời điểm hiện tại. HQC, HQC mã cổ phiếu Penny. <laughs> trong tuần khá tốt đây vùng 4 vùng 4.2 cây đến ngày thứ ba thì test đến vùng 4 và rút chân lên và đồng thời thì nó lại tiệm cận lại vùng ở đây là vùng 4.35 đến 4.5 nó lại đang lại đang có một tí tí tẹo cản ở đây nên nó rụt lại kỳ vọng tuần tới test lại ở khoảng quanh vùng 4.2 thích hợp tốt và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên ở khoảng vùng 46 đến khoảng vùng 47 <laughs> SCR SCR ở đây đó đúng vùng 7.75 luôn rút chân lên à, rút chân lên thì tuần này nó lại gặp cái cản 8.4 8.5 này nên nó đang bị rụt cổ lại một tí ở đây không sao vùng 8.2 nó sẽ tích lũy quay trở lại à, sau khi mà nó tích lũy quay thành công ở vùng này à, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy cái target tiếp theo của nó lên ở khoảng quanh vùng 8.8 đến khoảng vùng 8.9 rồi nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí nhìn chung nhóm ngành dầu khí hiện tại thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến vì vì sao lại không có yếu tố đột biến tức là nhóm ngành này nó cũng đã có một cái uh, sức tăng cực kỳ tốt đó chúng ta view lại thì chúng ta thấy rằng là PLX nó cũng đã tăng từ khoảng quanh vùng 24 và đến thời điểm hiện tại là vùng 42 uh, nếu như mà lên 48 là 100% như vậy chúng ta cũng nắm được là một cái mức target cực kỳ tốt nên là cái thời điểm hiện tại thì nó sẽ sideways ở quanh cái vùng đỉnh thôi hoặc là vùng chỉnh cung uh, nhìn chung trong tuần vừa qua thì PLX vẫn đánh khá là đẹp không bị thủng vùng 37, tiếp tục tiệm cận vùng 38, 38.2 xu hướng tiếp tục sideways ở quanh vùng đó, quanh cái biên mà chúng ta vừa phân tích cổ phiếu PBS có lực phục hồi từ hỗ trợ 31.5 và hiện tại thì nó lại đang va phải vùng cản 33.634 khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục công ở vùng này và trong trường hợp mà nói chung nôm na là sóng hồi và PBS thì chúng ta nhìn thấy rằng là một cái vùng cản kỹ thuật tương đối dài ở vùng 35 chính vậy nên anh chị lưu ý Hồi lên đó thì canh canh mà bán thôi PVD thì khá là đẹp Đây phiên giao dịch ngày thứ 3 22 tháng 8 Cổ phiếu PVD Có sự phục hồi tốt từ vùng 23 23.3 sau đó thì chúng ta Tiếp tục tuần này thì nó tiếp tục Đẩy được lên vùng 24.5 Khá tốt đường mát tốt Xu hướng tốt Tuần tới ngắm vùng 25.3 Chỉnh cung nhẹ nhàng ở khoảng quanh vùng 24.8 24.8 tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục đẩy về vùng 26 đến khoảng vùng 26.6 BSR trong tuần tích lũy khá là thành công ở vùng 7.5 sau đó thì tiếp tục test tích lũy thành công ở vùng 18 18.2 nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật khá là ok đây là vùng hỗ trợ các anh chị có thể uh, gia tăng vị thế thêm và ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm ở uh, khoảng quanh vùng 19.2 đến khoảng vùng 19.5 đây là hai cái target kỹ thuật À, hai cái vùng à, gọi là cái mốc cản kỹ thuật ngắn hạn cổ phiếu à, trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này chia cổ tức các anh chị phiên 22 tháng 8 một cổ phiếu chia cổ tức nên là một số các cái trả kỹ thuật ở phía trước này thì không 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 chưa kịp bỏ và chúng ta chỉ đánh giá đánh giá là cái đoạn này thôi đó và đến đoạn này thì sau chia như vậy sau chia chúng ta có ba cái ngưỡng kháng cự ngắn đó là vùng 19.2 19.5 và vùng 20 đồng thời chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 18 18.2 các anh chị lưu ý Oi Ờ uh, đây OI OK Đấy trong tuần nhúi về 9.65 Có phục hồi uh, lực phục hồi này đến uh, hiện tại như vậy là cũng có phục hồi nhẹ nhẹ đó 965 phục hồi về 10.3 Như vậy chúng ta có bất tế cộng khá là nho nhỏ Ở đây tuần tới nếu có test thì nó sẽ test lại vùng 10, 10.1 ở đây uh, Vùng 10 đến 10.1 thì các uh, tài khoản có thể chúng ta sẽ gia tăng uh, thêm vị thế được Và chúng ta tiếp tục ngắm cản kỹ thuật của đây là vùng 10.6 đến khoảng quanh vùng 10.8 rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành hết sức là quan trọng và nó cũng đã có một cái sự hỗ trợ cực kỳ tốt cho thị trường ở trong tuần vừa qua đó là nhóm ngành chứng khoán. À, xu hướng hiện tại của nhóm ngành chứng khoán đang rất là tích cực các anh chị à, và gần như nó tích cực nhất thị trường luôn, tích cực nhất thị trường và à, chỉ số vn index, vn30 và phái sinh có cái sự phục hồi từ vùng 1.150 điểm ở trong tuần vừa qua nó cũng có cái sự đóng góp rất lớn, rất lớn từ nhóm ngành chứng khoán. Ok. Thì đối với cổ phiếu VCI đấy nhúi phát trong phiên giao dịch 22 tháng 8 và hiện tại nó đang hướng về vùng 44 đến khoảng vùng 45. Ở trên các độ kỹ thuật tuần tới thì chắc chắn là là nó sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật này rồi và chúng ta chờ đợi xem xem thử là cổ phiếu có thể bứt thoát được qua vùng cản kỹ thuật này hay không. Hiện tại một số mã là bắt đầu bứt rồi, ví dụ mã SSI. Đấy, SSI bắt đầu bứt. Rồi, SSI cũng như vậy trong tuần vừa qua test thành công 27.6 đến vùng 28. Từ đây thì nó xuất hiện một cây nến đó và cây nến đặc trưng ở trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 là bóng nến dưới dài à, Bóng râu, râu nến dài và đóng cửa ở vùng cao nhất phiên đó, Đấy là một cái phiên gọi là phiên tạo lập bắt cá à, Quá đẹp luôn, bứt vùng cản 30.5 và như vậy là hiện tại tuần này nó còn quánh lên 31, đấy, 32 Hướng vùng giá mục tiêu 34 đến khoảng vùng 35, rất là khỏe HCM cũng rất là khỏe luôn Đấy, nhún về trong tuần phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 Nhún về quanh vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 uh, 3 cây nến cực kỳ tốt luôn Và phiên ngày hôm nay nó test lại vùng 29.5 quá đẹp Mặc dù là nó không đóng cửa được ở cao nhất phiên Nhưng với cái cách đi này của HCM là cực kỳ ok uh, Đây chúng ta sẽ ngắm cảnh kỹ thuật Ở khoảng vùng 31 đến khoảng vùng 31.5 của HCM ở Trong tuần tới VND cũng cực kỳ là nét luôn Nét căng luôn trong 3 tuần gần đây hùng phân tích vùng 19.7 vùng 20 là hỗ trợ kỹ thuật, sâu hơn là vùng 19.4. À, cực đẹp rồi và trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó cũng chỉ test lại ở mút nến 21 cộng. Đấy và đóng cửa cũng gần gần như thế này là quá ổn luôn. Nó công vùng cản 22 các anh chị, đây là vùng cản 22. Như vậy thì nếu chúng ta xét ở trên góc độ kỹ thuật tuần tới nếu như VND có quay trở lại, à, nó có nó có quay trở lại thì nó sẽ quay lại quanh vùng 21 và từ vùng 21 này thì tiếp tục kỳ vọng là gì ạ? chúng ta sẽ nâng uh, target kỹ thuật lên vùng 23 test cung nhẹ nhàng ở vùng 22 thì sau đó sẽ cái cái xu hướng khả năng ở trong nhịp này thì VND cũng bắt đầu có cái xu hướng đánh vượt đỉnh đấy. Uh, cổ phiếu FTS FTS khá là đẹp đấy chạm vùng hỗ trợ 28 28.5 nhúi lên và đang xu hướng phục hồi như vậy tuần tới khả năng nó sẽ đi về ở đâu đó khoảng vùng 33.8 đến khoảng vùng 34 đây là vùng cản kỹ thuật nên nhà đầu tư lưu ý trong trường hợp cổ phiếu quay đầu thì là chúng ta cần phải làm gì thì mọi người đều hiểu đúng không ạ điều quan trọng nhất uh, trong phân tích đầu tư chứng khoán chúng ta phải xác định được vùng nào vùng hỗ trợ vùng nào vùng kháng cự uh, hỗ trợ thì chúng ta có thể gia tăng vị thế và vùng kháng cự thì chúng ta có thể giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu đi đấy là cái cách mà chúng ta đánh uh, rồi đến cổ phiếu shs ở đây uh, trong tuần quá đẹp đẹp luôn mà cực khỏe luôn đó các anh chị shs cực khỏe luôn test 15 luôn làm ba cây nến và uh, cây nến kết tuần thì bắt đầu tiệm cận lại vùng cản 17 với cái cách đi này của SSS thì có hai cách hai cách mà nó đi một là tuần tới nó sẽ nhả một phát đó mà nó nhả lại đâu đó khoảng quanh vùng 16 16.3 không thủng đó thì cái xu hướng tiếp theo là SSS cũng sẽ vượt đỉnh và khi mà nó vượt đỉnh rồi thì nó sẽ hướng đến vùng 18 đó, hướng đến vùng 18 xong thì có thể lên đến vùng 19 19.5 đấy là cái 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 định hướng tiếp theo của SSS trong trường hợp cổ phiếu này test không thủng vùng 16 VX cũng khỏe luôn VX với <laughs> khỏe luôn trong tuần test lại vùng 15.5 đúng phiên uh, tắt ao bắt cá và sau khi tắt ao bắt cá xong đúng không ạ cổ phiếu phục hồi đó công lại cản 17.5 đóng cửa tuần ở vùng 18.2 cực kỳ khỏe như vậy khả năng tuần tới thì Vx sẽ đóng lên vùng 19 uh, test quay trở lại vùng 18 và sau đó nó sẽ quay lên vùng 20 dự dự khả năng cái nhịp này thì với sẽ đánh thủng vùng 20 cộng rất là khỏe AGR thì nhìn chung trong tuần vừa qua cũng có một nhịp nhún nhịp nhún nó suy soát về được vùng về vùng 14 13 6 14 Đấy, 13 6 14 và trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 rút chân lên sau đó tiếp tục test tích lũy thành công ở vùng 14.7 đến vùng 15 đóng cửa vùng 15.7 lực hồi đang khá là tốt tuần tới dự kiến là nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 16 chấm 10 10 16.5 16.5 16.6 gì đấy nôm na là ở quanh những vùng này đây là vùng cản thì uh, chúng ta lưu ý đơn giản như vậy thôi APS cũng đã có một lực tăng cực kỳ tốt nó nó đánh từ vùng 6 và hiện tại trong tuần vừa qua chiết soát tí nữa là 98 đến vùng 10 đây và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng nó có 3 4 cái nến suy yếu thì với cái sự suy yếu như vậy thì vùng 9 đến vùng 9.3 khả năng nó sẽ tích lũy ở trong tuần tới đây là cái xu hướng tích lũy lại của cổ phiếu và sau khi tích lũy thành công ở vùng 9 lực cầu quay trở lại và chúng ta đang kỳ vọng đó, đang kỳ vọng nhịp này thì APPS sẽ đánh về đó đâu đó khoảng quanh vùng 10 11 rồi VDS ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 và cản 17.2 hai. trong ngắn hạn thì cổ phiếu sẽ sideways ở trong cái vùng này rồi ORS trong tuần cũng có điểm chỉnh cung kỹ thuật về ở đây là vùng 15.15.2 rút chân lên như vậy là xu hướng hiện tại của uh, ORS thì vẫn đang rất là ổn áp đó đây hỗ trợ đây các anh chị trong những tuần vừa qua thì nó có hỗ trợ 15 đến vùng 15.2 đồng thời nó có vùng cản kỹ thuật ở đây đó là khoảng vùng 17.5 hoặc là vừa, nếu mà về đúng mặt, về đúng lý thuyết là khoảng 17.2 thì đúng hơn Đó, 17.2, 17.3 thì nó đang ở vùng cản Thì khả năng là tuần tới cũng như, như vậy thôi à, Với một cái lực phục hồi ngắn hạn như vậy Thì à, cổ phiếu ORS nó cũng sẽ có một cái sự à, tích lũy quay trở lại Ở vùng cản kỹ thuật ở đây, vùng 17, 17.2 Thằng à, TCI, TCI cũng khá là ok đấy à, Cổ phiếu TCI khá là được Trong nhịp vừa qua, trong tuần vừa qua Thì nó cũng đã có cái sự tích lũy lại ở khoảng quanh vùng đây vùng 11 11.3 và đối với TCI thì chúng ta nhìn dài ra một tí xa xăm ra một tí chứ còn nếu mà nhìn mà ngắn quá thì chúng ta sẽ khá là khó để chúng ta vào ở nhịp này bởi vì cái thứ nhất là TCI đã có một cái nhịp tăng đâu đó khoảng từ vùng 6 đi chúng ta vùng 4 thì chúng ta không nói nhưng mà vùng 6 là cái vùng mà hoàn toàn là chúng ta có thể tính toán được nó tăng từ vùng 6 lên đến vùng 10 và hiện tại là suy soát là vùng 12 12 ở đây tức là như vậy là nhân đôi tài khoản rồi và khi mà nó về đến đây rồi á thì chúng ta những cái điểm mà chúng ta uh, tham gia vị thế chúng ta phải tham gia từ từ, đó, chúng ta phải bắt từ từ. Và chúng ta không vội vàng được. Và, uh, và 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 đừng đu xanh và chúng ta phải đu ở trong những cái phiên mà nó 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 chỉnh giảm hoặc là nó đi về được những cái hỗ trợ. Đó, những cái hỗ trợ tuần, hỗ trợ ngày. Thì ví dụ trong tuần vừa qua là nó đi về hỗ trợ 11 11.3 này. Thì có thể là đây nó đi theo kiểu này, cũng có thể là kiểu này các anh chị nhé thì cũng đang mường tượng thôi. Cái này thì căn cứ cái xu hướng đó có thể nó sẽ đi uh, sóng chỉnh ABC và sau khi mà chỉnh xong ba cái sóng chỉnh ABC này thì nó sẽ có một cái điểm đánh breakout thoát ở đây và kể từ đây thì bắt đầu cổ phiếu phục hồi thì đây cũng là một cái tình huống Mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn nếu như chúng ta xác định là chúng ta chiến đấu TCI đó <laughs> hoặc không thì nó chỉ test về đây thôi nó lại test lần 2 11 11.3 tức là có hai kịch bản đấy, anh chị nhé đó thì có hai kịch bản thôi sau khi mà nó đã có một cái nhịp phục hồi lên đây thì có hai kịch bản test một là nó lại test lại đáy ở đây 11 lần hai hai là nó test về dưới này đó vậy test về đây chúng ta mua một ít test về đây chúng ta mua một ít sau đó thì cổ phiếu phục hồi lên thì chúng ta lại cứ cứ cứ, cứ thường thường thế để, để chúng ta mua thôi đó thì cách mà để mà chúng ta tiếp cận vấn đề nó là như vậy ok về danh mục cổ phiếu thì như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng tại đây à phân tích thêm cho cả nhà À, nhóm ngành hóa chất nhỉ DGC à, nhóm ảnh hóa chất đấy phiên ngày 22 tháng 8 ai có gì chơi đấy <laughs> và đến thời điểm hiện tại đấy nhóm ảnh hóa chất DGC coi như chính thức là đạt target mục tiêu 80 trên 80 à, rất là tuyệt vời và phải nói là cái sự nối tiếc của những nhà đầu tư khi mà nhỡ rụng mất hàng ở cái phiên này đúng không ạ thì chúng ta thấy là chúng ta thấy xót xa đúng không ạ rất là xót xa rồi cổ phiếu tiếp theo là CSV, CSV cũng khá là tốt. Phiên ngày hôm nay phục hồi tốt đó. Phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba, đấy, nó tích lũy uh, tính tình đang ở đây một tí và xong phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên nữ rút <laughs> cực kỳ đẹp với xu hướng hiện tại như thế này thì như vậy là chúng ta lại ngắm lại cản thôi ở vùng 38, vùng 39, vùng 40 và nó sẽ tại đây thì nó sẽ quay ngược quay ngược trở lại. Cổ phiếu lát cũng khá là đẹp. Đó, lát ở đây trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Cái thứ ba là nó test khá là nhẹ nhàng quanh vùng 1 5 hiện tại đang có sự phục hồi. À, tất nhiên là lực cầu nó đang hơi kém à, cổ phiếu này phải cần lực cầu nó tốt hơn và trong ngắn hạn thì chúng ta lại tiếp tục ngắm cổ phiếu lát lại ở quanh 13 13.5, đấy là vùng cải thuật ngắn hạn. Ok. Như vậy thì nhìn chung à, trong tuần tới à, trong tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá dòng tiền ở một số các cái nhóm ngành chủ lực ví dụ như nhóm ngành bất động sản dân cư. À, nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành vật liệu đầu tư công đầu tư công sắt thép đó một số các cái nhóm ngành trụ như vậy thì các anh chị lưu ý bây giờ thì cũng sẽ cùng với anh chị em chúng ta sẽ nhìn ở trên cái chạc kỹ thuật chỉ số vn index ngày một tí để chúng ta nắm được sơ bộ cái mặt về mặt xu hướng thì như chúng ta đã biết rồi đúng không ạ quản trị rủi ro là gì tại những cái thời điểm mà chỉ số VN Index của chúng ta đạt ở khoảng vùng 1240 đến vùng 12 1240 cộng á, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu phải đề cao cái cái tinh thần đó là quản trị rủi ro tài khoản đúng không anh chị và sau đó một cây nến giảm rất là mạnh ở đây thì sau cái nến giảm mạnh đó thì index của chúng ta có một nhịp phục hồi khá tốt từ vùng 1150 như vậy ở trong ngắn hạn và trên trả cái thuật ngày thì chúng ta tiếp tục đánh giá ở vùng 1160 đến 1165 của chỉ số VN Index ở đây sẽ là ở đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn các anh chị trong ngắn hạn và ngắn hạn và cái vùng cản kỹ thuật của nó ở đây thì nó cũng sẽ nằm ở vùng 1190 1195 thì cũng đã có phân tích rồi góc độ kỳ vọng của cá nhân Hùng Lê vùng 1180 đến vùng 1188 sẽ là biên sideway của chỉ số VN Index và nó đi zigzag zigzag ở đây và sau đó nó bật lên được thì đấy sẽ là một cái 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 xu hướng rất là tuyệt vời để chúng ta có thể giúp chỉ số VN Index hồi phục hồi về vùng 1210 đến 1220 À, nói chung là nó lao về được đến vùng một 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 hai mươi đấy là cũng là một cái sự hạnh phúc cực kỳ lớn rồi và như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành một cái nhịp sóng t cộng của chỉ số à, của của nhịp đánh này à, còn đối với chỉ số VN30 ở trên trạc kỹ thuật ngày đây các anh chị à, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 1160 đến vùng 1165 ở trong tuần vừa qua chỉ số nhún về và sau đó rút chân lên sau điểm rút chân này thì ông cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng nó tích lũy thành công ở trên vùng mươi cộng đó Uh, nó khỏe thì nó phải tích lũy được ở trên vùng 1180 cộng chứ còn nếu mà nó 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 bị vỡ vùng 1180 thì như vậy là nó sẽ lại quay về cái mô hình hai đáy ở đây. Đó thì khi đó thì chúng ta lại phải chờ đợi xem là VN30 nó có test thành công ở vùng 1160 hay không. Trong trường hợp nếu như mà mất vùng 1160 như vậy là xấu. Đó. Đối với chỉ số phái sinh uh, cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị. Ở vùng 1160 trong tuần vừa qua có sự phục hồi và hiện tại thì nó đang neo ở khoảng quanh vùng ở đây là vùng 1190 đến vùng 1200 điểm ở trên góc độ kỹ thuật thì hùng vẫn tiếp tục kỳ vọng ở đây là chỉ số phái trinh của chúng ta cũng sẽ test thành công và test tích lũy thành công ở trên vùng 1180 cộng để có thể hình thành một cái lực tăng ở đây đó hình thành lực tăng ở đây và xu hướng tuần tới và xu hướng tuần tới thì như hùng có phân tích ở đây chỉ số vn index chỉ số vn30 và chỉ số phái trinh thì chắc chắn nó sẽ có xu hướng lấp gáp trả cung và chỉ số vn index sẽ đánh giá cơ bản là sẽ đánh giá ở quanh vùng 1170, chỉ số vn30 cơ bản sẽ đánh giá ở vùng 1175 đến 1180, chỉ số vn30 f1m thì sẽ đánh giá ở vùng 11 à đấy 1175 đến vùng 11 đây 1175 đến vùng 1180 nó cũng khá đồng pha với chỉ số vn30 à, và sâu hơn thì đương nhiên chúng ta vẫn phải tính toán ở vùng 1160 Ờ, đối với chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và đối với chỉ số VN Index thì chúng ta tính toán ở vùng 1150 đó là những cái kịch bản mà chúng ta phòng trừ trước ở những cái trường hợp rủi ro Ok bản tin tuần này thì xin phép được dừng tại đây và các anh chị lưu ý hiện tại thì Hùng cũng đã triển khai thêm một số các cái kênh về các cái kênh xã hội ngoài kênh ngoài kênh YouTube facebook và chúng ta có kênh tiktok để chúng ta có thể trao đổi cái quá trình trao đổi với anh chị em nhà đầu tư và đặc biệt là các anh chị lưu ý ở trên kênh hùng lê chứng khoán trên kênh youtube thì mỗi một ngày chắc chắn sẽ có một cái bản tin phân tích bộ ba tham dự chung của thị trường các anh chị đăng ký thêm kênh để chúng ta có thể cập nhật thêm những cái góc nhìn để trong cái quá trình đầu tư chúng ta tham khảo bản tin tuần này đến đây là hết thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em